còn duy nhất sót lại của miền Tây là bác Há vẽ những cái tranh truyền thần như thế này, thì đúng hay không? À, thì đúng vậy, trong cảnh mà đó mà mình muốn nhìn mà cho nó thấu đáo, cho nó rõ đó hả, nhiều khi phải đứng trồng con mắt luôn á, là coi như là nhìn như vậy, là nhìn chăm giống như thôi miên một thứ vậy đó, để mình cái mà nó hiện ra với tâm trí của mình, chỉ có nát cọ và bức tranh mới làm vơi đi cái nỗi buồn của tuổi già. Chào mọi người, thì hiện tại Quang đang có mặt tại một cái hẻm nhỏ của Bến Ninh Kiều, Cần Thơ. Thì hôm nay thì Tăng dẫn anh lại đây để làm gì? Hôm nay em sẽ dẫn anh lại để tìm một cái chú họa sĩ, mà đây là một trong những vị họa sĩ mà còn cuối cùng về một dòng tranh truyền thần. Đây là cái dòng tranh mà nói chung là nó rất là hiếm. Hiếm là có nghĩa là bây giờ là cái mà tranh ảnh mà vẽ mà truyền cái thằng vô cho nó có hồn á, thì mình nhìn vô nó rất là đẹp và nó chỉ còn sót lại chỉ còn một mình chú này thôi, trong khi đó là trước kia là tới 6 người lận. Nếu mà bây giờ chú cũng đã già rồi mà cái cuộc sống lại rất là khó khăn nữa, thì chú chỉ mong là có thể là vẽ được tới cái lúc mà tuổi già của mình, đúng rồi, vẽ tới lúc mà không còn sức nữa thôi. Thì khi mà mình thấy một số bức tranh của chú á, thì mình không có thể nhận định được là nó đẹp tới cỡ nào đâu. Có thể là những cái bức tranh cũ mà chú tái hiện lại nó rất là nét tới từng chi tiết luôn các bạn. Như vậy thì anh cũng mong là để gặp được chú, để lưu giữ lại những cái giá trị của miền Tây chúng ta, vì còn duy nhất một vị thôi. Bây giờ mà chúng ta không lưu giữ thì lúc nào nữa. Thôi bây giờ em nhắc lại nhà chú ha. Dạ, ok dạ. Qua đây phải không? Dạ. Ok. Thì hôm nay á, thì con cũng ở Sài Gòn, thì con cũng không có biết về cái thông tin là ở Cần Thơ có một cái họa sĩ gọi là vẽ về cái những cái tranh ảnh mà gọi là duy nhất còn sót lại của miền Tây, cho nên con rất là may mắn gặp bác Há. Thì bác Há có thể chia sẻ con về những bức tranh của bác có gì đặc biệt so với những họa sĩ khác được không? Thì về bức tranh thì so với họa sĩ khác thì nó cũng tương đồng thôi, chứ nó không có mà khác biệt gì đâu, nhưng mà tại vì mỗi họa sĩ thì có mỗi cái lối vẽ riêng của họ. Dạ. Ví dụ như có người thì coi như là dùng bông gòn. Dạ. Có người dùng cỏ. Dạ. Và cũng có trên thành phố có một người coi như là quấn tay vô vải để mà vẽ. Dạ. Thành ra cái lối vẽ mỗi người mỗi khác thôi. Dạ. Chứ thật sự ra bức tranh thì nó cũng là cái truyền thần đen trắng. Còn riêng phần chú thì chú vẽ bằng cây cỏ mà cỏ của Trung Quốc người ta kêu là cỏ tàu á. Dạ. Đó, thành ra coi như là cái chú vẽ từ hồi nào tới giờ là bằng cái đó thôi. Chứ còn thật sự ra thì nói khác với mọi chữ khác là chỉ khác lối vẽ thôi. Cái lối vẽ là cái hình thức. Hình thức. Như vậy thì gọi sao? Gọi là truyền thừa, gọi là truyền thần chứ. Con không hiểu cái từ truyền thần, tranh truyền thần là như thế nào? Tranh truyền thần này theo ý của chú thì hồi nào giờ đó là coi như là tranh truyền thần đây á, thì coi như là có vẻ là từ ở ngoài miền ngoài miền Bắc. Dạ. Yeah. Nói là truyền thần, chứ còn cái từ miền Nam của mình mà nghe thân thương á. Dạ. Yeah. Thì coi như là nói là cái từ họa hình. Họa hình. Họa hình đó. Dạ. Yeah. Là cái từ thân thương đó là. Yeah. Ở miền Nam nó họa hình là xem một cái hình đó rồi vẽ lại. Dạ. Yeah. Thì coi như là cái kêu bằng quả hình. Dạ. Yeah. Ở miền Nam. Yeah. Nói từ đó ai cũng biết. Dạ. Yeah. Bây giờ ở miền Nam mà nói là truyền thần thì người ta cứ nghĩ rằng là coi như là ngồi một chỗ rồi để cái người họa sĩ ấy vẽ. Xin thưa ở đây không phải là coi như là truyền thần, đây đó là coi như là cái từ đây giống như quả hình, chứ còn mà vẽ mà ngồi vẽ vậy người ta kêu bằng tóc ký hoặc là ký họa. Dạ, dạ con hiểu rồi. Đó, là theo cái mình ở đây mình dùng theo cái từ miền Nam. Dạ. Mình dùng cái từ họa hình. Dạ. Nhưng mà bây giờ thì ví dụ như mà người ta không biết đó, thì mình có thể để là vẽ truyền thần rồi mở ngoặc họa hình, đóng ngoặc lại thì người ta dễ hiểu hơn. Dạ con hiểu rồi. Ừ. Thì như vậy thì những cái bức tranh gọi là truyền thần, tức là mình vẽ lại những cái nét, những cái chi tiết thần thái, họa là những cái điều đẹp nhất trên cái gương mặt hay là cái cơ thể của một người nào đó.
À, theo con ý con là hiểu như vậy. Như vậy thì cái một bức tranh bình thường mà bác vẽ bác ha là bao nhiêu lâu? Ví dụ cái khổ khoảng như trên đây, cái sau lưng bác á nhỏ nhỏ khoảng gì 43 đúng không? 34 dạ. A3 đó. Dạ A3 đó là A3 khoảng bao nhiêu lâu? Mình có khoảng 4 ngày. 4 ngày. Nói vậy 4 ngày 5 ngày dạ. Chừng. Ví dụ vậy. Như vậy thì con nghe bạn con nói á là em Tân á nói là còn duy nhất sót lại của miền Tây là bác Há vẽ những cái tranh truyền thần như thế này thì đúng hay không? À, thì đúng vậy. Bây giờ dạ. Thì coi như là hồi đó ở miền Tây này nhiều lắm 6-7 họa sĩ lên. Dạ. Nhưng mà theo cái thời cuộc với lại coi như là theo cái kinh tế thì mỗi người lại chọn một hướng khác. Dạ. Nghĩa là có kinh tế để mà sống. Dạ. Chứ bây giờ cứ mà đeo theo cái này hoài mà bây giờ cái này là ngắt mai một rồi. Một ngày một ít đi. Do đó mà coi như là cái cuộc sống không có. Như vậy theo con nghĩ là đối với một người họa sĩ á thì cái việc đầu tiên là cái đam mê trước. Tức là mình phải mê tới mức độ mà mình không có nghĩ về cái tài chính, mình chỉ vẽ bằng một cái cách nào đó, một cái đam mê thật sự. Cho nên con nghĩ là cái điều đó mình lưu giữ những cái nghề nghiệp á, thì đây là cũng là một cái nét chấm phá của Cần Thơ mình, của Tây Đô. Thì như vậy thì ở Sài Gòn hay là những cái tỉnh khác còn những vị giống như là bác Há vẽ như vậy hay không? À, thì ở thành phố mà nó cũng ít lắm, nhưng mà thường thường những người mà vẽ như như tôi vậy đó ha, thì coi như là toàn là những người lớn tuổi không à. Giống như bác Bảo Nguyên năm nay cũng ở Hà Nội á. Yeah. Bác Bảo Nguyên cũng là 60-70 mấy rồi. Yeah. Rồi ở Sài Gòn thì có ông gì quên, ông Lợi gì đó cũng 70-70 mấy rồi, chứ còn bây giờ tuổi trẻ bây giờ họ không có chịu khó mà làm ba cái hình này, bởi vì bây giờ coi như là thời công nghệ rồi 4.0 rồi. Dạ. Cái thao tác của máy tính nó rất là nhanh, chỉ một hai cái lệnh thôi là ra rồi. Dạ. Không có mài mò như một tờ giấy trắng rồi coi như là phải phân chia tỷ lệ rồi vẽ rồi này kia nọ, thành ra bây giờ tuổi trẻ bây giờ họ không có chịu khó được như vậy đâu. Dạ. Như vậy thì những bức tranh như thế này là mình họa để cho những cái ảnh như thế nào, chân dung hay là như thế nào đó con không hiểu, hay là để người ta trưng trong nhà, hay là những người đã khuất hay là như thế nào đó con không biết về việc đó. À, thì ngày xưa đó thì yeah. Là quả hình này đó thường thường là vẽ những người đã khuất. Dạ. Yeah. Ngày xưa đó tại vì còn nghĩa là nửa phong kiến mà nửa thời đại. Dạ. Yeah. Thành ra họ chỉ quả hình đó là chỉ vẽ cho những người mất. Dạ. Yeah. Những người thân mà mất đi đó, ví dụ yeah. vậy. Chứ còn ít có người nào mà chịu mà còn đương thời mà vẽ dữ lắm. Dạ. Yeah. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì công nghệ rồi. Coi như là cái người mất cũng làm, mà cái người còn cũng vẫn làm để lưu lại kỷ niệm. Dạ. Yeah. Và có những bạn bè yeah. thân thương với nhau, họ không có còn biết tặng cái gì, rồi thành ra họ tặng những hình ảnh đích thực là của bạn mình, mà bằng một cái vẽ truyền thần là vẽ bằng công nghệ, là coi như là bằng tay chân thôi, không có một cái gì để gọi là nghĩa là máy móc trong đó. Nó nâng cái tỷ lệ này, coi như là với vẽ tranh rồi tặng bạn đó, thì bây giờ nó cũng thuộc về cái trào lưu. Dạ. Như vậy chú nói gì, con có một cái chi tiết là khi mà những người mà đa phần những cái tấm ảnh cũ, tấm ảnh thờ cũ á, thì những hơn cả chục năm trước thì cái nó có thể là nó đã phai một cái khuôn mặt nó không có còn rõ nữa, mà khi mà người ta đem lại rồi mình quả như thế nào mà mình quả ra thì cái những cái cảm xúc của người ta, cảm xúc là coi như là mình có thể mình làm được, nhưng mà mình cũng phải nói với lại khách hàng trước là coi như là khi mà làm được như vậy đó thì nó không toàn dạng là 90%. Nhưng mà những cái lúc vậy mình có nghe người ta kể về cái nhân vật đó như thế nào để mình tưởng tượng ra để mình vẽ cho đúng thì coi như là có thì có, nhưng mà so với hình thì nó khác xa lắm, nó khác rất là xa, chứ không phải là người ta kể như vậy. Nó giống tôi, ba tôi giống tôi cái con mắt này hay gì đó, thì giống như là mình mường tượng thôi. Nhưng mà cái mường tượng chính thức của mình đó là cái ở trong một cảnh mờ, trong cảnh mờ đó chợ khó lắm, trong cảnh mờ đó mà mình muốn nhìn mà cho nó thấu đáo, cho nó rõ đó hả, nhiều khi phải đứng trong con mắt luôn á, là coi như là nhìn như vậy, là nhìn chăm giống như thôi miên một thứ vậy đó, để mình cái mờ mờ nó hiện ra với tâm trí của mình. Dạ. Có cái trường hợp nào mà nhân cái người khách đến và mình vẽ ra được cái người thân của người ta mà người ta đã thấy được rồi, người ta cảm xúc như thế nào không chú?
cũng có vậy, nhưng mà cái chuyện đó thì coi như hiếm đó. Hiếm nhưng mà có đúng không? Nhưng có nhưng mà hiếm đó. Coi như là từ hôm mà hành nghề tới bây giờ là coi như là cũng gần mấy chục năm rồi đó, dường như là chỉ có lần duy nhất là ta đưa cái ảnh của người cháu nội á, mà bây giờ vẽ là năm già đó rồi, bây giờ làm sao mà vẽ. Ồ, nhưng mà được nội. Cháu nội thì cũng giống ông già. Dạ. Yeah. Rồi ông già thì cũng giống ba. Ví dụ yeah. vậy nó có năng mường tượng, nó có cái nét giống. Dạ. Yeah. Tại vì con cháu mình mà. Dạ. Yeah. Nét giống thì coi như là bây giờ nó rất là khó. Đưa tấm hình nhỏ xíu mà. Rồi bây giờ tới hình cha nữa, rồi tới ông nội nữa, đưa mặt già, mặt thỏm vô, rồi nếp nhăn đồ như nọ nó cũng khó lắm. Yeah. Nhưng mà thôi cũng phải cố gắng làm mà làm. Làm nó thiệt nha, làm thì coi như là cũng nói theo từ bây giờ đó, cho nó vui vui á là hên xui. Dạ. Là tưởng nói tới nay là gặp được có một trường hợp đó thôi, chứ không có nhiều trường hợp. Bởi vì người ta đưa đó, một là hình ông chú thì dễ hơn. Tại vì ông chú với cha đó nó cũng tương đối. Dạ. Ừ. Chứ còn đưa cái hình mà con trai là cháu nhỏ quá thì nó khó dữ lắm. Dạ. Như vậy con hỏi bác Há nha, năm nay bác Há là bao nhiêu tuổi rồi? À, bác Há năm nay 70. 70 là có bao nhiêu năm trong nghề ta? À, nếu tính ra thì con tính thử giùm chú coi, 11 tuổi đi học nghề. Dạ. 15 tuổi ra nghề. Rồi. 18 ra nghề đó, 18 tuổi đi lính. Dạ. Rồi xong khi đi lính á thì coi như vẫn giữ tay nghề của mình. Là dễ nhà dễ bút ngăn á. Dạ. Rồi tới giờ đây đó. Vì con tính là nó trên 50 năm. 50 năm tuổi nghề. 52 năm. Dạ. Thì như vậy thì trong cái khoảng thời gian 50 mấy năm đó, con biết chắc chắn sẽ có những đàn em hoặc là những cô chú đi theo cái nghề này. Như vậy thì bác Há có đệ tử chưa? Có người truyền lại cái nghề này hay không? Có thì có đó. Nhưng mà bây giờ cái cuộc sống khó khăn quá, với lại lúc trước là coi như là chú dạy đệ tử chứ không có lấy tiền. Dạ. Chủ yếu là dạy thiếu công, rồi có đồ thì nó tiếp mình. Dạ. Tại vì hồi đó mình cũng một mình à. Ý là ngày xưa là vậy thôi, ngày xưa là học thợ máy rồi, họ cũng đâu có lấy tiền công đâu. Dạ. Họ chỉ cái người đó là coi như là tiếp giúp mình vậy thôi. Dạ. Nhưng mà cái thời đó là coi như là không lấy tiền thì nó không chịu học, nó vẫn học. Dạ. Thì coi như là mình làm nó mới có học. Dạ. Chứ còn mình không làm thì nó không học được. Dạ. Rồi ra cơ sở mà có lúc có khách, có lúc vắng khách. Dạ. Lúc vắng khách đô ba bữa thì nó không có tiền tiêu. Dạ. Rồi nó đi làm phụ hồ hay đi làm bất cứ cái chuyện gì mà để cho nó có tiền. Dạ. Rồi từ chỗ đó lúc mình có đồ thì nó đang bận. Dạ. Rồi thì nó, chú thì chúng nói rằng thôi vậy là chắc cái nghiệp của mình là cái nghiệp cầm cọ để cọ đi theo mình rồi, chứ đệ tử không theo mình được rồi. Rồi thành ra coi như là từ đó chú vừa giận mà ấy thôi, để chú làm một mình và không nhận đệ tử nào hết. Như vậy thì chú có bác có nguôi lòng khi mà sau này không có người truyền lại một cái nghề mà đối với con là rất là đẹp, tại vì đây là một cái nghề thuộc về nghệ thuật mà con rất là yêu nghệ thuật. Có chứ, nhưng mà biết sao hơn bây giờ là tại vì bây giờ cái cuộc đời bây giờ nó, cái đời sống bây giờ nó càng ngày càng đi lên, càng ngày càng đi lên rồi, thì coi như là tuổi trẻ bây giờ cũng càng ngày càng đi lên theo công nghệ, thành ra ít có người mà chịu đeo mình lắm. Mà nếu như mà có một người nào đeo mình á thì coi như phải có đam mê, thật đam mê và phải có năng khiếu thì mới đạt được. Chứ còn nếu như mà học cái nghề này đó, bảo đảm là ví dụ như mà học mà vẽ được khoảng từ 3 tới 4 năm. Dạ. Ừ. Chứ còn chú ở đây thì chú không có nói rằng là phỉ báng ai, ai dạy học rồi được cứ dạy. Dạ. Có nhiều người nói thì dạy được một khóa 3 tháng, hoặc 2 khóa 6 tháng thì ra nghề. Thì chuyện người ta nói là của người ta thế. Dạ. Còn chú thì chú bảo đảm là coi như là học cái nghề truyền thần này phải từ 3 năm. 3 năm trở lên. Ừ. Dạ. Đối với con nha. Dạ dạ. Nhưng mà đối với con, khi mà con nghe nói về cái việc đó đó, thì đầu tiên trong suy nghĩ của một người không có hiểu quá nhiều về nghệ thuật tranh vẽ thì con đánh giá là đối với con là đây là một nghệ thuật. Khi mà một bức ảnh mà con chụp bằng cái công nghệ, chẳng hạn bây giờ điện thoại di động rất là nhiều, để chụp một bức ảnh đẹp không có khó. Nhưng mà vẽ một bức ảnh trên một cái nền đó thì đó là một cái giá trị vô cùng to lớn, mà nếu mà được gìn giữ á, thì đó là một nét đẹp đẹp lắm của miền Tây mình. Con không biết diễn tả bằng cái lời nói như thế nào, mà đối với con là nó rất là đẹp, vì những cái gì thuộc về thủ công á, nó có giá trị vô cùng.
đó là những cái suy nghĩ, đó là sự sáng tạo, đó là sự chi tiết về toán học nữa, nó còn tính toán những cái góc nữa. Cho nên là con nghĩ là hôm nay thì con gặp bác thì thật sự khi mà được nghe chia sẻ với cái nghề á, thì con nghĩ là mong một ngày đó sẽ cái nghề của mình được tôn vinh lên, trở thành những cái nghề thuộc về nghệ thuật và lưu giữ ngàn đời sau nữa. Nhưng mà tiếc con cái là ở miền Tây còn một mình bác, mà bây giờ nó đang, đúng rồi, thất truyền luôn. Nếu mà xu hướng sắp tới ai cũng đua theo những cái giá trị mà búp là có một bức ảnh thì nó sẽ bị thất truyền. Dạ chú, nhưng mà cái giá trị của cái bức tranh này nè, khi mà mình truyền tải vô đối với một cái bức ảnh này, mình chụp một cái là nó sẽ sao y như bản chính rồi, đúng không? Nhưng mà đối với một cái bức tranh này mình gọi là truyền hàng, thì mình truyền cái hồn nó vô như thế nào, và cái cốt yếu quan trọng để nhìn vô cái tấm hình nó có hồn là như thế nào? Thì cái đó là thật sự ra thì chú nói chung á, nói thực tế mà nói đó, thì chú học nghề đó thì cũng qua một cái giai đoạn coi như giống như gần như tự học, chú không có giáo án, do đó mà nhiều người học trò đòi mà đi theo chú để mà học á, thì chú không biết học bằng cách nào, dạy bằng cách nào. Nếu chú có cơ sở thì chú vẽ lên tấm hình đó, rồi đệ tử phải qua tấm hình đó, rồi chú vẽ tới đâu ta vẽ tới đó, có gì trật thì chú chỉnh liền, chú nói được liền. Chứ bây giờ bắt đầu từ đầu chú không biết, từ đầu chú không có giáo án, rồi thành ra bây giờ con hỏi là chú là coi như là vẽ bức tranh nó cho nó có hồn có thần thì phải như thế nào, thì bây giờ chú cũng không biết diễn tả làm sao. Nhưng riêng mình đó chú, nhưng mà riêng chú á thì coi như là chú với con mắt của chú dòm sao mà thấy con mắt nè, con thấy dễ cặp mắt không mắt. Dòm giống như dòm mình mà cười rồi này kia, nó thân thiện vậy này. Thì bây giờ chú cũng không biết diễn tả bằng tiếng Việt làm sao, bây giờ cái tay này. Nhưng mà đối với con thì đó là cái tâm trong nghề, cái tâm rất là sáng. Mình phải có cái tâm mình mới dồn hết vô bức ảnh nó mới ra được cái thằng đó. Nhưng mà chú hay là một cái là chú học lỏm nha. Chú học lỏm nghề nha. Học lỏm nghề là như thế nào chú? Chú kể con nghe được không? Lỏm nghề trước kia là hồi đó còn đi học á. Dạ. Thì thấy phòng vẽ nào thì mình cũng đứng mình coi. Dạ. Mình cũng đứng mình coi và coi như là coi tới khi nào người ta vẽ. Rồi coi tới khi nào mình có cần đi học thì mình về. Dạ. Vậy đó, tất nhiên là chỗ nào có phòng vẽ là lại coi. Dạ. Giống như thành phố có phòng vẽ Minh Hoàng. Dạ. Lại có học vẽ shop này, phòng vẽ Minh Hoàng ở dưới dọc cầu Kiệu á. Dạ. Có cầu Kiệu và đường Hai Bà Trưng á. Dạ dạ. Phú Dũng á. Dạ. Đó thì tất nhiên là chú học Minh Hoàng, rồi đúng học khum nè, đứng dòm đến mức độ mà coi như là thấy vẽ giấy vậy đó, mà coi như là mình cũng về mình mua giấy mình vẽ, nhưng mà mình không biết là khi còn giữ rồi, năm 60 mấy giờ còn giữ đó. Mình vẽ bề trái chứ không phải là bề mặt. Dạ. Tất nhiên là thay gì á, cái tờ giấy người ta vẽ bên khó hộp đặng cái số á, là cái bột á, nó mới dính vô trong mấy cái hộp. Dạ con hiểu rồi. Dạ. Thì con bây giờ chú thì vui vẻ mặt láng. Dạ. Rồi thành ra vẽ thì cũng lên được vậy, nhưng mà nó không đẹp, tại vì cái bột màu nó, cái bột đen nó không có dính vô trong cái lỗ của dạ. của cái tờ giấy. Dạ. Giống như thấy cái giấy cạc tông không? Giấy cạc tông nó bên nhám á. Dạ. Bên có hộp là hộp á. Rồi bên thì nó láng lứt à. Dạ. Con hỏi hỏi bác thêm một câu hỏi nữa, đó chính là con nghe nói là bức tranh của mình á, nó có một cái dạng gọi là vẽ nước á, thì bao nhiêu năm thì cái màu phía ngoài nó phai đi, thì ở trong sẽ ra một cái nét khác nữa mà nó không có phai. Phai luôn, thì có những bức tranh trên cũng khoảng 40 mấy năm mà vẫn còn những cái nét vẽ đó, thì có đúng như vậy hay không? Thì đó thì không biết ai vẽ sao, chứ thật sự là chú coi như là từ cái lớp mà lót cho đến lớp thật thì nó cũng na ná giống vậy nè, mà nếu nó có bay thì con cũng không biết nó bay luôn đó. Con giờ con không biết nó bay chứ không phải là một lớp khác. Dạ. Yeah. Wow. Nói là như vậy. Dạ. Yeah. Nếu như mà cầm cái cọ mà vẽ thêm một lớp nữa, chú vẫn phải đi màu này, và màu này cũng tán ra cũng giống hệt như vậy. Đó thành ra nếu như trên này mà nó có bay đi chăng nữa thì nó lòi ở dưới lên thì nó cũng vậy, thành ra con không biết khi nào nó bay. Như vậy là bức tranh cái hình mà nãy giờ chú chỉ ra là chú năm bao nhiêu tuổi thấy y chang? Chú năm nay là 50 tuổi rồi. 50 tuổi. Còn giờ là 70 là 20 năm rồi. Này là coi như là ông anh. À. Ông anh hai. Cho con nhận xét riêng của con nha. Cái bức này mày vẽ còn đẹp hơn cái bức chụp hình đó luôn á, con thấy nó đẹp hơn luôn á. Nó rõ ràng, nó chi tiết và nó da dẻ á, nhìn nó thật hơn luôn. Còn kia giống như là do ánh sáng á, ánh sáng của chụp hình á, cái nháy á. Dạ. Cho nên là tuyệt vời luôn á. Thì nếu mà như vậy thì để có một cái bức tranh như vậy thì
con không biết là cái quá trình từ lúc vẽ cho đến lúc mà nó mờ đó, tức là chú có dự đoán được là nó mắc luôn hết trơn á là bao nhiêu năm không? Hàng trăm năm hay là hơn không? Chú bây giờ mới nghề có 50 mấy rồi làm sao bảo lãnh cho anh trăm? Bây giờ là 45 năm rồi. Dạ. Tới người năm bà đó. Dạ. Tới năm bà bên gốc đó, đó là coi như là hồ chú mới vẽ mà mới thành công là vẻ được. Dạ. Là chú vẽ tới bây giờ đó. Thì con nghĩ coi như là cũng 50 năm rồi đó. Dạ. Con nghĩ sẽ hơn á, con nghĩ hơn rất là lâu, tại vì những cái nét vẽ này lưu giữ mà thêm nữa là nó hết cái lớp này nó sang lớp khác mà vẫn còn y nguyên như vậy thì con nghĩ rất là lâu. Cái này thì màu thì lớp này qua lớp khác. Còn ví dụ như mà đen trắng á thì nó chỉ có hai màu trắng và đen thôi. Dạ. Trắng là cái màu giấy. Đen là người ta bây giờ người ta nói là nước thuốc á. Dạ. Thì coi như là nó càng để lâu á thì giấy nó càng vàng á. Dạ. Thì nó sẽ hút cái nước thuốc của mình vô, rồi thành ra mình dòm cái hình nó trở nên nó bóng. Ồ, cái đó cũng là một cái nghệ thuật nha. Dạ nha. Vàng. Dạ đúng rồi. Lại bóng. Còn mình mới vẽ thì coi như là thấy nó như vậy nhưng mà nó không bóng. Dạ. Mà mình lấy tay mình quẹt vậy nè, nó còn dính ra cái màu đen. Dạ. Nhưng mà để lâu vậy rồi đó, thì coi như là con có thể quẹt nó không dính nữa. Dạ. Bây giờ ba cái chất bột này nó thấm vô trong giấy là giấy nó vàng đó. Dạ. Rồi nó rút dần dần. À, con cho con hỏi bác một câu nữa ha bác ha, thì nếu mà có một cái lời khuyên đối với những bạn vẽ về hội họa cũng như những cái tranh vẽ như thế này, về nghệ thuật vẽ tranh, thì bác có một cái lời khuyên nào cho giới trẻ hiện nay đang đi theo cái nghề này? Tuy là một cái nghề nó là thuộc về nghệ thuật, nó rất là được tôn vinh, nhưng mà về tài chính thì nó không có nhiều. Thì bây giờ thì nói chung là khuyên mấy đứa trẻ thì bây giờ thì coi như là trường lớp hẳn hoi thì phải cố gắng nên tạo nên một cái gì cho nó hơn thế hệ trước. Bởi vì thế hệ trước á không có trường lớp, không được đào tạo, không qua một cái bài bản. Rồi bây giờ thì các em, các cháu ở đây thì có cái bài bản rất là tốt, mà cộng thêm cái rèn luyện nữa thì nó mới đạt cái thành quả tốt. Mà nếu như mà có bài bản, có tất cả đều tốt hết, mà không có một cái đam mê, mà không có một cái cố gắng kiên trì, thì coi như là cũng không đạt được vấn đề đâu. Dạ. Chú cũng có lời khuyên với mấy đứa em nhỏ sau này á, là coi như là nếu đam mê thì phải cố gắng học, thì phải học cho đầy thùng nước, và coi như là phải đạt đến mức vinh quang, chứ đừng có học mà coi như là mới học cái nửa thùng nước hay chưa đầy thùng nước thì nó lại khác. Dạ. À, mà bác Há ơi, bác có thể giúp con chỉ một số tấm ảnh mà bác đã từng vẽ cũng như là những cái kỷ niệm đẹp cho những bức ảnh phía sau lưng được không? Cái cũ Đà Mã Đá Thành Công này đó là lúc mà chú đang ở nhà đang chống dịch, do đó mà coi như là mình với ý tưởng của mình là coi như là phải chạy, cố gắng chạy để thành công để dập tắt dịch. Là mới đây thôi? Dạ mới đây thôi, mới. Dạ. tháng 1 năm 2020. Dạ. Trong đó có gì là con thấy là năm tháng tư là hoàn thành luôn ha. Rồi. Còn cái này là coi như là mình cảm thấy là coi như là Bắc Nam chung họp một nhà cho nó yên vui an lành, là vẽ trong cái lúc mà coi như là cận Tết. Yeah. Là coi như là người Bắc và người Nam. Yeah. Hình này con thấy quen giống như cái này là coi như là Hà Tăng Thanh Hà đúng rồi. Tăng nhìn đi chứ. Tăng Thanh Hà này là coi như là vẽ tóc hành, là vẽ cái lúc mà gì ở đại truyền hình á, ái mực. Dạ. Phải ái mi ta. Nó kêu vẽ rồi cái nó quay luôn á. Còn cái hình này là nụ cười xinh của Khả Ngân này. Không biết fan của Khả Ngân có đây không hả? Quá xinh luôn. Bé Khả Ngân nghe mọi người. Còn ai nữa, nghệ sĩ đó không à? À, Hoa hậu Lý Thanh Thảo. À. Lý Thanh Thảo, à dạ. Ôi trời, nhìn đúng là truyền thần. Thu Thảo. Cái này là Á hậu Tú Anh nè. Oh my god, dạ. Cái bức ảnh kế bên á, con thấy rất là lâu rồi. Mặc cũng áo dài, rồi nón lá thì... Dạ, thì lâu dữ lắm rồi. Bao nhiêu năm rồi ạ? 77 là năm nay là cũng là 43 năm rồi. 77 là 43 năm rồi, dạ. Cái này là có hình chứ không có xem phim mà coi như à, có hình luôn ha. Diễn viên Trần Quang Thái. Cái quan trọng hay không là coi như là diễn viên có giống hay không.
Dạ. Giờ cái hình đó người ta biết Trần Quang Thái hay không? Chắc tôi trẻ tụi con chứ không biết Trần Quang Thái là Trần Quang Thái này là không biết. À, bác ơi, thật sự hôm nay con rất là vui khi được bác nhín một thời gian quý báu của mình để chia sẻ cùng con về cái nghề, cái nghiệp cũng như là đi theo suốt cái chặng hành trình mà khó khăn như vậy. Thì con đối với thẳng thân con là một người trẻ, tuy không có là cái người hiểu quá sâu về cái nghệ thuật tranh ảnh nhưng mà con rất là nể và ngưỡng mộ. Cho nên là con chúc bác thật là nhiều sức khỏe cũng như có niềm vui an lạc trong cuộc sống cũng như tương lai. Nhiều bạn đến đây để vẽ tranh, để là mình lưu giữ lại một cái nét nào đó rất là giá trị về cái nghề thủ công vẽ tranh. Dạ. Cảm ơn con cũng lời chúc này, nhưng mà chú cũng mong lời chúc của con trở thành hiện thực. Dạ. Nói chung thì chỉ có nát cọ và bức tranh mới làm vơi đi cái nỗi buồn của tuổi già. Chứ còn tại vì chú đam mê bây giờ không có vẽ thì buồn lắm. Dạ. Thành ra chú cũng chúc con vui khỏe và cũng mong rằng là lời chúc của con trở thành hiện thực đối với chú. Dạ. Thì chú rất là cảm ơn con. Con mong là cái video này lên nha. Thì nhiều bạn nếu mà có duyên lại đây để được họa những cái bức tranh của những bạn nữ, đặc biệt nữ chắc thích. Ở đây là Cần Thơ nha mọi người. Dạ con chào bác ạ. À. Dạ. Cảm ơn con.